Nguyễn Hoàng Khánh, quán quân Olympia đăng status cầu xin cư dân mạng vì lộ da thế khủng. Sau khi thông tin về gia đình được phát tán khắp nơi trên mạng xã hội, mới đây trên trang cá nhân, Nguyễn Hoàng Khánh, quán quân đường lên đỉnh Olympia 2021 đã đăng tải dòng trạng thái đầy áp lực. Hoàng Khánh viết trên Facebook cá nhân, "Em xin chào mọi người ạ. Sau khi em trở về từ trận chung kết, mấy ngày gần đây có khá nhiều hình ảnh của gia đình em được các bay đăng lại. Nguyên nhân chủ quan từ việc gia đình và bạn bè chưa lường trước hậu quả khi những tấm hình đó được đăng lên. Hình ảnh bị lan truyền là điều gia đình không mong muốn. Hiện tại em chỉ mong mọi người bình luận có văn hóa thôi ạ. Em cảm ơn mọi người nhiều." Hóa ra chung kết lại không phải trận đấu khó khăn nhất. Ngoài ra, nam sinh này cũng đăng kèm bức ảnh cùng với một câu trong lời bài hát của ca sĩ Đan Vâu đầy thâm thúy: "Ở trong rừng an toàn hơn ở trên mạng." Theo đó, quán quân đường lên đỉnh Olympia 2021 cho biết mình không mong muốn ảnh gia đình bị phát tán khắp nơi và nếu nó có xuất hiện thì mong mọi người bình luận có văn hóa. Trước đó, nam sinh này chụp cùng người thân tại một căn nhà khá khang trang và bề thế đồ sộ. Hình ảnh này sau đó đã nhận phải không ít bình luận trái chiều. Nhiều người cho rằng Hoàng Khánh vốn ngậm thìa vàng từ nhỏ, được học hành đến nơi đến chốn, không giỏi cũng lạ. Tuy nhiên, không ít người cho rằng nam sinh này trở thành quán quân đường lên đỉnh Olympia 2021 là một điều hoàn toàn xứng đáng được công nhận. Sáng 14 tháng 11 năm 2021, trận chung kết năm đường lên đỉnh Olympia thứ 21 được tổ chức. Nguyễn Hoàng Khánh, Trung học phổ thông Bạch Đằng, Quảng Ninh đã trở thành quán quân xứng đáng sau phần thể hiện ấn tượng. Bình tĩnh khởi động với 80 điểm, vượt qua các phần tăng tốc và về đích. Nhưng quan trọng nhất tìm ra từ khóa vượt chướng ngại vật là miễn dịch cộng đồng, cùng hàng loạt pha cướp điểm ngoạn mục. Hoàng Khánh đã giành chiến thắng với điểm số kỷ lục, giành học bổng 40.000 đô la Mỹ, gần 900 triệu đồng. Với 315 điểm, Hoàng Khánh ghi tên mình vào lịch sử Trung học phổ thông Bạch Đằng khi là học sinh đầu tiên vô địch Olympia. Cậu là nhà vô địch thứ 3 đến từ Quảng Ninh, về nhì là Hải An với 240 điểm, thứ 3 là Việt Thái 155 điểm, Duy Anh với 60 điểm. Dù chỉ đứng ở vị trí thứ nhì với 270 điểm ở vòng thi tháng và được vào vòng thi quý với tư cách là thí sinh có điểm nhì cao nhất sau khi kết thúc 3 vòng thi tháng, nhưng Khánh lại là người chạm được Nguyệt Quế ở vòng thi quý với số điểm 375. Cậu bạn cũng là đại diện đầu tiên đem cầu truyền hình về cho trường Trung học phổ thông Bạch Đằng và là thí sinh thứ tư của tỉnh đem về vinh quang này. Trước đó, ngay từ vòng thi tuần 1 của quý 1, Nguyễn Hoàng Khánh đã lập nên một kỷ lục của chương trình đường lên đỉnh Olympia khi đã vượt qua tất cả 17 câu hỏi ở phần thi khởi động trong vòng 60 giây. Cậu được mệnh danh là ông Hoàng tốc độ. Ưu thế về tốc độ của Hoàng Khánh được thể hiện trong cuộc thi chung kết khi có câu cậu chỉ mất 1,37 giây để đưa ra đáp án. Ở vòng thi quý 1 đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21, trước khi bước vào phần khởi động, Hoàng Khánh hài hước chia sẻ rằng cậu muốn đem cầu truyền hình về để trả tiền quỹ lớp. Từ đầu năm đến giờ cả lớp vẫn đóng nhưng mình chưa đóng lần nào. Mình để dành khi nào mang cầu truyền hình về thì trả một phát hết năm, Hoàng Khánh nói. Trước khi có mặt tại trận chung kết đường lên đỉnh Olympia lần thứ 21, Hoàng Khánh từng đoạt giải nhì cấp tỉnh cuộc thi tự hào Việt Nam do Trung ương Đoàn tổ chức vào năm 2020. Đây là một cuộc thi kiến thức lịch sử văn hóa, giải nhất học sinh giỏi tiếng Anh cấp thị xã năm 2019, giải nhì học sinh giỏi tiếng Anh cấp thành phố, lúc đó Khánh học ở thành phố Uông Bí, giải nhất hóa học cấp trường năm 2018. Thời học tiểu học, trung học cơ sở, em còn đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi và hùng biện tiếng Anh. Hiện tại, Khánh chỉ mất từ 7 đến 8 giây để đọc một trang tin tức. Khi đọc sách, cậu đọc chậm lại để có thể hiểu kỹ hơn nội dung. Ngoài ra, chàng trai tiết lộ biết đọc chữ từ năm 4 tuổi. Thầy giáo Trần Duy Tuấn, giáo viên chủ nhiệm lớp 11A1 chia sẻ, "Ngay từ ngày mới vào lớp 10, tôi cùng các giáo viên bộ môn của lớp đã nhận thấy tố chất đặc biệt của em Nguyễn Hoàng Khánh trong việc tư duy nhanh nhạy, trí nhớ tốt và quan trọng là rất ham học hỏi, tự học và tự cập nhật kiến thức. Tuy vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng theo nhận xét của bạn bè, thực ra Khánh lại là một cậu học trò rất vô tư, gần gũi, thân thiện. Kiến thức của Khánh ngoài được tiếp thu ở trường, ở lớp, qua các thầy cô, thì một phần lớn là do đọc sách và tự tìm hiểu thông qua máy tính kết nối mạng, smartphone. Niềm đam mê đọc sách của Khánh có được là từ bà ngoại và mẹ, đều là giáo viên dạy văn. Khánh thừa hưởng kho sách của bà, của mẹ từ những ngày còn bé và làm đầy thêm kho sách quý giá ấy qua từng năm." Mẹ Khánh, chị Hoàng Thị Thu Giang chia sẻ, từ bé Khánh đã có hứng thú với sách, biết đọc sách từ khi vào lớp 1 và rất thích đọc sách, sưu tầm sách, thích được nhận quà là sách vào tất cả các dịp đặc biệt của mình. Thật may mắn khi Khánh tự giác, có ý thức và ham học, ham đọc. Trong suốt những năm tháng Khánh bắt đầu đi học đến nay, gia đình không hề tạo áp lực gì với Khánh trong chuyện học tập mà chỉ định hướng tạo điều kiện để con thỏa mãn niềm đam mê và phát triển được khả năng của bản thân.